cái dư âm của cái cuộc debate đó, tranh luận đó, nó vẫn còn gay cấn lắm. Nhưng mà người ta, cái điều đầu tiên người ta nói thế này, cái buổi đầu tiên, tranh luận đầu tiên rất quan trọng, hai cái buổi sau nó cũng, dĩ nhiên nó cũng quan trọng nhưng mà không bằng. Và người ta tại sao lại để cho cái ông moderator đó, hôm nay cái dư luận khắp trên net rất là nhiều là ông ta lộ liễu, tức là ông ta coi như là bênh vực bảo vệ cho Biden, và người ta còn đưa ra cái một cái dụng cụ đặc biệt special device, là ông ta thấy ông ta có cái dây ngay chỗ cái áo đó, mọi người, giống như chúng tôi đây có cái micro đây đó, thì bây giờ ông có cái dây, và trong khi nói lâu lâu ông ta cứ sờ vô cái dây đó thì người ta rất là nghi. Hôm nay cái đó đã go viral, tức là người ta đưa lên khắp các mạng, nhưng mà tuy nhiên có một số nơi họ cố gắng họ đóng đi, có một số người để trên Facebook hoặc là Instagram thì họ nói sau đó thì hai cái mạng này nó đóng lại, tức là nó có cái bênh vực che giấu cho ông Biden. Nhưng tuy nhiên cái chuyện này nó đã khá rộng lớn ra cho nên rất khó, thì người ta chỉ đặt vấn đề thế này, chắc chắn phải có một cái sự kết hợp, một cái setup giữa ông Biden và cái ông Chris Wallace, cái moderator đó, và ngoài ra của cả đảng Dân Chủ nữa, trong cái kế hoạch là giúp ông này cũng như là hoàn toàn favor và không có công bình. Lẽ ra cái job ông này là phải làm một cách trung thực, đứng giữa, không có theo bên nào. Nhưng mà chúng ta thấy ông ta rất nhiều lần ngăn chặn Tổng thống Trump, và cũng như ông đưa những câu hỏi mà bắt Tổng thống Trump cũng như trả lời ngắn gọn yes or no, mà có những cái chúng ta hiểu là với cái tình hình tranh luận phải được thời gian giải thích, chứ không thể nói yes or no không được. Nhưng ông ta rõ ràng ông ta đưa những câu hỏi đó có những cách bắt Tổng thống Trump phải dứt khoát, trong khi thì ông Biden thì được tự do, và nhiều khi thì thấy lúc nào thấy ông Biden có vẻ gặp khó khăn thì ông này đã coi như làm cái nhiệm vụ bảo vệ và chuyển đề tài, có thể ông đặt một câu hỏi khác để đánh lạc hướng đi. Thì hôm qua đó chúng ta cũng thấy về sau thì càng về sau thì ông Biden càng có vẻ tỏ ra chậm rãi, bước đầu thì có thể ông ta tự tin bởi vì đã chuẩn bị sẵn trước hết, nhưng mà càng về sau thì khi Tổng thống Trump, nhất là Tổng thống Trump khi mà hỏi những cái câu hỏi mà đặt vấn đề nó hơi ra ngoài thì ông ta rất là lúng túng. Và người ta nhìn thấy cái thống kê mà hôm nay chúng tôi thấy thăm dò nhiều đài, đặc biệt là đài C-SPAN, cho biết là cái trong dân chúng đó nói là ai là người thắng thì họ nói hết 60% đồng ý Tổng thống Trump là người thắng, và chỉ có 30% là nói là ông Biden, tức là đa số những cái thăm dò mà tương đối trung thực đó, khách quan. Chứ còn có một số người họ hoàn toàn binh ông Biden thì họ cứ nói là hôm qua là ông Biden là winner này kia, rồi Tổng thống Trump nghĩa là lấn áp, mà có những cái nó không có đúng với một người trong cuộc tranh luận đứng đắn thì họ cái bên họ bênh thì thế nào cũng nói rồi. Nhưng người ta đặt vấn đề thế này này, là cái tay Chris này đó cũng là một người kỳ cựu phóng viên cũng có tên tuổi, như vậy tại sao ông ta jeopardize, tức là ông ta coi như đánh cuộc cái career của mình trên một cái cuộc tranh luận lớn lao mà không phải Hoa Kỳ mà cả thế giới. Hôm qua chúng ta nên nhớ người ta cái bản tin là khoảng 70 triệu hôm qua theo dõi thôi quý vị, trong Mỹ thôi nha, còn ở ngoài quốc mình không nói, trong Mỹ là cái dân chúng đó, đêm qua đã theo dõi cái cuộc đó, theo dõi live đó khoảng 70 triệu. Thì như này người ta tập vấn đề như vậy, tại vì ngay hôm nay thì đã có rất nhiều hàng triệu, chúng tôi xin lỗi quý vị, là khoảng hàng chục ngàn cái comment họ đưa vào, họ yêu cầu cái ông chủ Fox đó, tại vì ông này là làm việc cho Fox, mà nhiều người, thưa quý vị, là tôi cũng minh định quý vị luôn là Fox không phải là đài của Tổng thống Trump. Họ có đúng, có những cái lần họ bênh vực, tuy nhiên chúng ta không nên hiểu lầm là đài Fox là đài hoàn toàn bênh vực Tổng thống Trump, trong đó vẫn có những thành phần đó, điển hình như ông này, ông Wallace này, vẫn có một số họ chống, chỉ có một vài người chúng tôi thấy tương đối bênh vực Tổng thống Trump là như ông Carson, Locolora, rồi ông Hannity, đó có vài người đó là chúng tôi thấy tương đối trong những năm tháng vừa rồi tương đối gọi là trung thành, vẫn bênh vực đứng về phía Tổng thống Trump. Còn ngoài ra cái nhóm bên kia, cho nên chính cái ông boss đó, có thể là cái ông giám đốc đài này Fox đó, phải có cái bắt tay, phải có cái đồng ý, chứ không thể nào ông Chris Wallace này dám vượt qua. Cho nên đó là một cái setup mà người ta biển đặt vấn đề, tại vì cả hàng chục ngàn cái comment họ yêu cầu
ông đại chủ đại Fox này phải file, phải cho ông này nghỉ việc, cho cái ông Wallace này. Đó, thì ra hôm qua có những lúc chúng ta thấy Tổng thống Trump nói là bây giờ tôi đã tranh luận với Biden hay là tranh luận với ông đây, tức là cái ông Wallace đó. Và có những lúc thì Tổng thống Trump nói thôi bây giờ coi như là tôi phải đấu với hai ông luôn, tức là hai chọi một, một chọi hai. Thì chúng ta thấy ngay cái trường hợp đó thì người ta mới đặt vấn đề là tại sao ông này, ông cũng là một người tên tuổi, mà tại sao trong cái cuộc tranh luận ông biết là bao nhiêu người theo dõi, mà tại sao ông đi, ông đánh đổi cái danh tiếng như vậy. Đó, người ta ngay sau này thì ông ta bị rất nhiều đồng nghiệp, tức là những người phóng viên khác đó, mà đã từng có những người đã từng làm điều viên giống ông ta trong những cái tranh luận trước đây của những cuộc bầu cử trước, đều chê bai ông ta là ông ta là làm không có chuyên nghiệp, một người lâu năm như vậy, kinh nghiệm như vậy, và thấy rõ ràng. Cho nên người ta thấy ngay đó là một cái sự sắp xếp, cái việc theo đó là chưa kể bây giờ chúng tôi chưa dám minh định, chưa dám xác định. Tuy nhiên cái vấn đề có thể ông ta có một cái đó special device đó, mà bây giờ trên net bàn tán có rất nhiều là ông ta lâu lâu cái cổ tay ông ta, nếu quý vị có một cái gì đó mà ông ta lâu lâu ông ta nhìn xuống cũng như là phải sờ vào cái bên trái này hoài, giống chúng tôi có cái micro ngay đây đó, thì coi giống như là ông ta phải check cái đó hoài. Có thể lúc đầu ông ta an tâm, cho nên lúc đầu tương đối khoảng 15 phút đầu, nửa tiếng đầu ông ta có vẻ thấy chắc ăn, mình đã chuẩn bị hết, kể cả cái đồ nghe trong này, có thể là nhắc tuồng gì đó. Cho nên ông ta có vẻ cười cười và bình thản lúc đầu, thì ai cũng nói ông này đúng, ông này có vẻ tương đối calm, cool. Nhưng về sau bắt đầu ra đi vào, và ông ta lại trở lại con người cũ, và của ông ta là cái thể hiện cái sự chậm chạp và không có quyền biến, ứng biến, đối phó. Cho nên hôm qua cũng có một cái tin vui, nhờ như vậy cho nên Tổng thống Trump lại càng được dân chúng thấy cái khả năng ông ta, cảnh tăng vững vàng và cái tự tin của ông ta. Cái điều đó là ưu điểm, cho nên cái buổi tranh luận hôm qua nó càng tăng thêm giá trị cho Tổng thống Trump. Điển hình là cái thăm dò đã chứng minh như vậy, và người ta tin tưởng là Tổng thống Trump sẽ tiếp tục. Bây giờ có nhiều người đặt vấn đề thế này, Vĩnh Lộc là thế này, họ nói là nếu bây giờ có hai cuộc tranh luận nữa mà người ta nhìn cũng sẽ không có gì khác cả, vì ông Biden chỉ có bấy nhiêu thôi. Thì bây giờ người ta đang có một cái đề nghị đó, đó là bây giờ hay là bỏ luôn hai cái tranh luận kế tiếp. Đó là cái vấn đề bây giờ đang giới báo chí đang đưa ra, và họ nói nếu cần thì phỏng vấn riêng từng người nửa tiếng cũng có thể trình bày tất cả những quan điểm của mình cho cử tri. Chứ còn nếu mà họ muốn, nếu mà đã tranh luận là phải có sôi nổi, phải có những cái ứng biến, nhưng mà thấy rõ ràng là Tổng thống Trump nổi bật hơn, thì cho nên họ nói là như vậy thì hai cuộc tranh luận tiếp có cần thiết hay không. Còn xin mời Vĩnh Lộc. Chính xác, ngày hôm qua chúng tôi cũng đưa một cái bản tin nói về thượng nghị sĩ của Dân Chủ từ bang Delaware, ông Chris Coons. Ông ta là một người cố vấn thân cận cao cấp nhất của ông Joe Biden, thì chính ông cũng có một cái hoài nghi rằng là có lẽ không nên tổ chức cái buổi tranh luận thứ hai và thứ ba, tại vì quý vị đã rõ cái kết quả nó cũng rất là hiển nhiên. Tuy nhiên thì theo một người đại diện của văn phòng tranh cử của ông Joe Biden, thì bà ta nói rằng là họ vẫn tiếp tục có những cái chương trình để mà có cuộc tranh luận thứ hai và thứ ba, một cái ở bên Miami và một cái nữa ở bên Ohio. Và thưa quý vị, trong cái cuộc tranh luận ngày hôm qua thì chúng tôi cảm thấy có những cái điều mà đáng nhắc đến như sau. Ông Chris Wallace, ông ta là một người rất là của Đảng Dân Chủ, có những cái tư tưởng thiên tả. Thân phụ của ông Chris Wallace là ông Mike Wallace, ông cũng là một người journalist từ thời mà chiến tranh Việt Nam. Ông có sang Việt Nam để làm những cái phóng sự rất là nổi tiếng, và ông ta cũng là một người mà chống lại chiến tranh Việt Nam thời xưa. Cho nên mình có thể hiểu được cái sự suy nghĩ của các nhà báo này, nó nghiêng về cái bên nào, thưa quý vị. Bên cạnh đó thì trong cái cuộc tranh luận này, Tổng thống Trump có một cái điểm sáng khi ông ta đã trả lời cái câu hỏi mà chúng tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất trong những cái vấn đề của cuộc tranh luận đầu tiên xảy ra, đó là cái vấn đề mà tòa tối cao pháp viện của Hoa Kỳ. Thì cái câu hỏi đặt ra rằng có nên có một người thẩm phán mới để thay thế cho bà Ginsburg mới qua đời hay là không, tại vì họ nghĩ rằng là không có đủ thời gian để mà kiếm một người thẩm phán cho nó xứng đáng với cái chức vụ này, phải đợi khi nào mà tổng thống thắng cử, người tổng thống mới sẽ quyết định cái chuyện này. Nhưng mà thưa quý vị, ông Trump ông
chắc chắn ông đã có sẵn sàng cho các câu hỏi này liên quan đến vấn đề tòa án tối cao Pháp viện. Thì câu trả lời của ông rất là rõ ràng: tôi được bầu cử, người dân bầu tôi ra làm tổng thống 4 năm chứ không phải 3 năm. Và theo hiến pháp của Hoa Kỳ, tôi vẫn là người tổng thống đương nhiệm, thì nhiệm vụ của tôi bắt buộc phải đề cử một vị thẩm phán mới vào cái chức vụ này. Và thẩm phán Amy Barrett, bà ta quá đầy đủ cái khả năng của bà để mà thay thế cái chức vụ của bà Ginsburg. Thì chúng tôi nghĩ đây là một trong những cái điểm sáng chói nhất của tổng thống Donald Trump, mặc dù ông vẫn là cái người mà can thiệp vào cái cuộc mà tranh luận nhiều nhất. Nhiều khi chính ông phải can thiệp với ông Chris Wallace luôn, tại vì một mình ông Trump phải cãi lộn đến hai người thì bắt buộc ông ta phải lớn tiếng để mà có được cái lời nói. Và như chúng tôi nghĩ rằng đây là một cuộc tranh luận tự do, cho nên phải để cho họ tự do họ nói. Họ có 2 phút đầu tiên dành cho người ứng cử viên đã nói, và sau 2 phút thì người đối thủ có quyền nhảy vô để mà ngắt lời. Bên ông Joe Biden, khi mà ông ta ngắt lời, ông quay sang là ông chửi chứ không phải ông ngắt lời. Ông nói rằng là shut up, câm họng mày lại đi. Đó là những cái câu chửi mắng rất là nặng, rất là thậm tệ. Mà Tổng thống Trump là một người Tổng thống đương nhiệm. Quý vị nghĩ nếu mà ông Trump nói cái lời đó thì thế giới truyền thông cánh tả họ có để cho ông Trump yên hay không, thưa quý vị? Ông Biden nói ông Trump là một người liar, một người nói láo, nói ông Trump là một người racist. Trong khi chính miệng ông Biden, ông là người mở miệng nói ra nếu quý vị không bầu cho tôi, quý vị không phải là Mỹ đen. Thì có lẽ cái cách hành xử của Tổng thống Trump trong cái cuộc tranh luận đầu tiên nó đã có soạn sẵn, đã ông ta bước vào cái sàn tranh luận và ông ta muốn đưa ra một cái phong thái như vậy, phải cứng rắn, phải mạnh dạn. Và những cái lời, những cái ngắt lời của ông Trump, ông đưa ra những cái chi tiết của cái vấn đề có liên quan, và khi người ta nghe, người ta hiểu được cái chủ yếu của những cái lời nói ông Trump. Trong khi quý vị đã rõ, ông Joe nói thì chỉ có ông nghe thôi, chứ chúng ta có nghe thì cũng không hiểu, thưa quý vị.